Những cái con zombie chùm này nó thả bạn nhìn xuống là không cháy như cái thằng len của mình luôn các bạn ơi. Ừ. Thôi cái này zombie chùm là tầm vườn nó xuất hiện nhanh quá, lại đông quá. Thấy nó xuất hiện lần 3-4 người không? Rồi ok, xin chào các bạn nha. Ok các bạn ơi, hôm nay thì một cái video rất là đặc biệt nha. Đó là cái mây level cuối cùng của cái mà thành phố đã mắc nha. Đấy, hôm nay mình tới mạng diệt chùm nè. Đó, chùm đầu đỏ nè, thấy không? Sau khi mình hoàn thành 31 cái level thì bữa nay mình sẽ tiến hành diệt chùm. Rồi ok, vô trận thôi các bạn ơi. Đấy. Con chùm này thường nó màu đỏ mà không biết khúc này nó màu gì vậy. Ở ngoài thì nhìn nó màu đỏ đó mà không biết màu gì. Ê, trời. Rồi ok. Mày nói cái gì đây? Đây chắc là lỗi cậu tự động cho mình thôi. Con zombie chùm này nó đi bằng kim khí cầu luôn Phúc ơi. Nhưng mà nó còn có cái tắc cho bạn đó. Nhưng mà nó còn có cánh bay nữa. Đúng rồi, nó đi bằng kim khí cầu luôn. Thôi nhưng mà nhưng mà nó còn có cánh bay nữa bà. Đúng rồi, nó có kim khí cầu mà nó có cánh bay nữa. Nó đó. Đi nó thả zombie nó cũng đứng nhắc chứ gì vậy. Nó chết chết gì mà nó chết rồi nó luôn rồi. Ôi trời ơi. Ôi mình đã chọn cái này không đúng rồi các bạn ơi. Quá nguy hiểm các bạn ơi, không mình chọn một cái quả cầu, khi cái cầu nó chạy ra nó lăn cái này cái nó mất đi khúc này luôn rồi. Rồi. Quá khá là nguy hiểm rồi. Như cây đấm bóc vô mới chịu nổi thôi. Rất là may là cái cây đấm bóc nó xuất hiện kịp thời thôi. Mình mới bị chết với con đó các bạn ơi. Ôi da, ở đâu tự nhiên xuất hiện nhiều thế. Đấy, rồi cái con này ra luôn. Nhỏ lấy con nhộm bè đó nè. Ủa nha. Thôi nè, một con zombie nó bị gãy đầu. Ba trời ơi, nhưng mà ba hai con zombie bị gãy đầu. Nhưng mà ba con zombie ở trong bãi nó gãy gì vậy? Nó thả ra, nó thả zombie mini xuống đó. Rồi zombie đó kêu là zombie chùm đó. Chết rồi. Zombie cầm len xuất hiện các bạn ơi. Zombie cầm len này nó dít lợi hại lắm, nó dít dít trong lưng cho nó quăng cái này ra tiêu diệt nó cho rồi. Đúng rồi. Cái màn diệt chùm này thì mình cũng không có cá sấu luôn nha các bạn. Không có xe cá sấu để bảo vệ luôn á, chỉ có là cái này đi thẳng tới thôi à. Trời ơi, thua luôn các bạn ơi. Ôi da, rất là đau lòng các bạn ơi. Hôm nay nó bị cái con zombie cầm dù nó tiêu diệt bộ não của mình rồi các bạn ơi. Đau lòng quá đi. Nhưng mà nó ăn bộ não mà ngưng rồi. Nó ăn bộ não mình thua, trận này mình thua rồi, nhưng mình phải chơi lại thôi. Chơi lại diệt chùm mới được chứ đâu phải đơn giản bỏ qua. Cái màn này khi nãy mình test thử quăng cái cây súng ra nó lăn cái cầu ra đó các bạn, nguy hiểm quá cho nên mình chưa có xác định rõ là nó lăn một cái nó văng mấy cây lan của mình, văng mấy cây mình đi mất tiêu luôn bởi vậy. Mình đã bị sai lầm các bạn ơi. Đúng ra là phải không được ấy. Ây da, chưa gì hết, nó bị nó văng hết một cái rồi. Trời ơi, cái con zombie mất ma nè. Đặt nó đi. Anh thầy ơi, cái cây zombie này chưa chuẩn bị nó con rồi tại. Ôi giời, thật sự, trời, sao nó bỏ con cái mình chết rồi vậy. Chết rồi chưa. Cũng hồn mà tự nhiên đâu cái bánh nó lăn ra cho ta. Để mình nhớ mình đâu có đặt vô đó đâu. Sao cái bánh nó lăn ra vậy không biết.
cho nó một luồng khí độc. Cái bông màu tím này nó ra khí độc rất là lợi hại nha các bạn. Chỉ cần quăng nó ra thôi là mới có con chim bi nó bị ngây ngất hết luôn. Nói chung cái màn trước mình đã bị thua hết một trận rồi, nhưng mà cố gắng màn này mình sẽ cố gắng chiến thắng nha các bạn. Nói chung nãy giờ cũng việc cái con trùm này nó hơi bị lâu rồi đó, nhưng mà máu nó cảm thấy chưa có nhúc nhích gì hết các bạn ơi. Cho con này đi bụi cho rồi, rất là bực bội như đó rồi. Đây chuẩn bị cái này xuất hiện hơi nhiều, mình vũ khí của mình ra hơi bị ít các bạn ơi, rất khó mà qua mỗi cái màn rồi. Ây da, hai ba con zombie xuất hiện, hai ba con zombie cầm dù xuất hiện luôn. Ê, nãy giờ mất máu được cái con chùm chỉ có một phần, chưa được một phần ba nữa các bạn ơi. Thêm một chiếc lá này, mấy chiếc lá này nó nằm đi. Khi nào tình hình nguy kịch mình sẽ sử dụng chiếc lá ra để tiêu diệt nó. Lại bị hữu hồn à, nếu nó được xong phim rồi. Ấy trời ơi, tự nhiên đặt cái cục ốc chó dưới cùng chi vô tàn. Cái con chim bi chùm này nó thả ba cái gì xuống làm cháy như cái hàng len của mình luôn các bạn ơi. Thôi cái này chim bi cầm dù nó xuất hiện nhanh quá và lại đông quá. Thấy nó xuất hiện là 3-4 người không à, đa số là chim bi cầm dù. Mệt lẽ nó ăn mình nè, cho nó một lần khí độc luôn cho nó ngáo ngáo hết luôn. Một con nó gãy đầu các bạn ơi. Để vào đây để cho trời bị nó đốt cháy đen nguyên hàng luôn. Dầu cái tay ra Phúc ơi. Yeah, mình được tặng thêm mấy cái vũ khí tăng cường công lực nữa các bạn, như chiếc lá nè. Ôi trời. Yeah, cho nó bắn tia laser cho mấy con này gãy đầu hết luôn. Mấy con màu đỏ này nó bắn tia laser cực mạnh luôn các bạn, khi mà mình sử dụng cái chiếc lá cho nó nha. Đây, lại một hàng zombie của mình bị một hàng len của mình bị zombie tiêu diệt các bạn ơi. Nó quăng cái gì xuống nó là mình gụi nguyên hàng rồi, nguyên hàng đó rồi. Hiểu rồi, bây giờ mình sẽ không đặt nhiều, mình đặt laser thôi. Mình đặt nhiều quá là zombie chùm nó quăng cái kia ra mình cũng chết các bạn ơi. Cho nó một cái bom khí độc đi, gọi là chia nó luôn. Cho nó thêm một chùm khí độc nữa. Nói đi. Ok. Gì? Gọi đi dê hả? Gọi đi déo. Gọi là dê. Cái là tia laser. Cái là tia. Trời ơi, một cái con con gì? Đã quên nữa các bạn ơi. Cái đó mình khoan hả, mình để cái đó vô, mình để cái đó vô cái nó cháy còn lên của mình luôn. Vậy đi Phúc ra đó đi, ba đang diệt chùm rồi Phúc nói gì vậy. Mà ra kia còn laser đèn laser đó là nó gọi rất là nóng luôn. Cho một con zombie dính độc rồi. Cái con này ra nó tiêu diệt hết luôn. Ôi giời ơi, xuất hiện hơi bị muộn rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, muộn thì muộn nhưng mà dù sao có xuất hiện cũng đỡ hơn là không có. Ôi trời ơi, lại một thằng zombie của mình bị cháy nữa rồi. Chỉ còn 1/3 máu nữa thôi là con zombie chùm nữa sẽ chết với tay mình nha các bạn. Cố gắng chiến thắng rồi. Đó. Ok, chỉ còn 1 phút máu của con chùm thôi là nó sẽ tiêu tán đường của mình nha.
Nó làm gì đây? Nó đang điều khiển để nó thả zombie xuống đó rồi. Cho lăn cái miệng ra luôn. Có lăn cái miệng nó hơi bị sớm không ta? Để khi nào tình hình rất là nguy hiểm mình phải lăn cái miệng ra. Như gì hết thì mình lăn ra rồi. Cho con nó móc vô đây đi, nó móc ra. Đặt ngay đây luôn. Cái đó nó không còn công dụng mà lăn cái ấy cho nữa rồi. Khi nào cái điểm sáng đó, nó sáng lên. Đây một quả bóng siêu năng lực quay ra đó rồi. Là cho mấy con zombie dân tứ tung, mình cũng dân theo luôn. Cho có mấy con zombie nó thử khí độc luôn. Đặt thêm cái đấm bóp bóp đấm nó cho lẹ. Thêm một cây bắn súng này nữa rồi. Rồi zombie nó đốt cháy mình hết hàng nữa rồi, đặt lại thôi. Ây da, chết rồi. Ông già cầm đầu lâu một phút rồi. Đấy, ông già cầm đầu lâu đi đâu đây. Cho một liều Bacillin màu tím đi cho tất cả đều xây sẫm mặt mày hết rồi. Bùm nè. Yeah. Ok các bạn ơi, chỉ cần một chút xíu máu nữa thôi là mình đã tiêu diệt luôn cùng thành công nha. Nhưng mà chưa có thể kết thúc ngay bây giờ thì để một chút xíu để mình coi coi có hoàn thành được cái level này không nha. Nhưng mà theo mình là chắc có lẽ mình sẽ chiến thắng các bạn ơi. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, một phần ít máu nữa thôi là cái con zombie này nó sẽ bị tiêu. Đặt con này ra đây luôn, chơi tăng tốc độ luôn, quýnh cho đã luôn. Yeah. Ôi zombie nó bị đốt có thêm một hàng của mình nữa rồi các bạn ơi. Bây giờ zombie cứ xuất hiện lai gai rồi, ta cho một cái bình thuốc Bacillin cho nó coi. Đâu rồi, thuốc Bacillin đâu? Rồi cái điện thoại của này sao bấm không ăn cái này không biết. Nhiều thuốc Bacillin tăng tốc độ cho cái cây ba nồng. Thêm mấy cây chậu lửa ở đây luôn. Mấy cây này nhìn giống mấy cây bông sugo quá ha. Bông sugo đỏ đỏ nè. Nhìn rất là giống luôn. Cho một gì. Quá thế các bạn, thì zombie quá tấn công rồi. Đặt vũ khí liên tục luôn rồi. Làm đâu? Yeah. Ok các bạn ơi, nói chung chùm đã bị mình tiêu diệt các bạn ơi. Yeah, lại mình mở khóa một cái level mới rồi các bạn ơi. Yeah, giọng ai cười hé hé hé. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Qua màn sau mình sẽ đi tới cái màn mới để coi cái màn mới nó như thế nào. Thì các bạn nhớ đón xem video của mình nha. Rồi ok, bye bye.